Chúc mừng năm mới. Báo hiếu đáp tình xuân nghìn phúc, giúp nghèo cứu ngặt Tết vạn ân. Tết đến gia đình vui sum họp, xuân về con cháu hưởng bình an. Trai gái cười vui mừng đón Tết, trẻ già hoan hỉ đón xuân sang. Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố, lộc trên trời, lộc xuống nhân gian. Chọn hiếu vẹn tình xuân bất tận, chu ân toàn phúc Tết vô song. Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ, xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà. Đào thắm mai vàng khoe sắc Tết, tình sâu nghĩa nặng ngát hương xuân. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý sau đây. Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu dịp Tết Nguyên đán. Điện Biên, những làng hoa rộn ràng đón Tết. Chợ đầu Hải Phòng rực rỡ sắc màu truyền thống. Pháo hoa Z121 bán trên mạng là trái quy định. Hà Tĩnh cảnh báo tình trạng thanh niên tự chế tạo pháo bằng nguyên liệu mua trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tốt nhu cầu gửi, rút tiền, mua sắm chi tiêu của người dân trong dịp giáp Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định đã chỉ đạo phối hợp với các tổ chức tín dụng phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, đảm bảo an toàn, bảo mật, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2020